Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020 sắp diễn ra tới đây trong bối cảnh đợt dịch Covid-19 lần thứ hai, các điểm thi trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã tiến hành các công việc như là phun khử, vệ sinh các lớp học, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho những ngày thi quan trọng tới đây. Điểm thi tại trường trung học cơ sở Đại Kim, 3 phòng cách ly đã được chuẩn bị để dự phòng có thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Phòng này được bố trí theo đúng yêu cầu như che kín các tấm kính để đảm bảo an toàn đề thi, bố trí nhân lực trong phòng để coi thi. Thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài yêu cầu về giãn cách tại phòng thi, công tác chuẩn bị trong phòng dịch cũng được các điểm thi chuẩn bị sẵn sàng. Nhà trường đã chuẩn bị 31 phòng học với đầy đủ cơ sở vật chất. Mỗi phòng thì có 24 bộ bàn ghế và 2 ghế giám thị. Công tác khử khuẩn thì đã được thực hiện đầy đủ, phun và chuẩn bị các nhiệt kế điện tử cùng với lại việc làm cho chuẩn bị khẩu trang, phòng y tế với cơ số thuốc theo đúng danh mục. Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, điểm thi này đã được phun thuốc khử trùng bằng hóa chất chloramin B ở khắp các khu vực phòng thi, hành lang, khuôn viên, khu vực thi v.v. trước khi toàn trường được niêm phong để phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông. Theo kế hoạch trên địa bàn quận thì là có 5 địa điểm thi tại 5 trường và chúng tôi đã lên kế hoạch phun là và làm việc với các hội đồng thi của các trường trong vòng bắt đầu từ sáng nay và trong vòng 2 ngày là chúng tôi hoàn thành và diễn trước khi kỳ thi diễn ra 2 ngày là chúng tôi hoàn thành cái công tác này. Và đối với trước khi phun khử khuẩn thì tất nhiên là thí sinh thì là chưa tham gia thì chúng tôi sẽ yêu cầu với cả mở cửa các phòng phun sau đó là để khô tự nhiên và khi các em đến thi thì sẽ cũng không có bị ảnh hưởng bởi các cái hóa chất mà phun khử khuẩn này. Năm nay, việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông được giao về các địa phương. Do đó, trước diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương phải lên phương án điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đảm bảo an toàn cho các thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức thi. Hà Nội là một trong các địa phương có đông thí sinh nhất cả nước. Các tình huống đã được lên sẵn kịch bản, có phương án đưa thí sinh đến điểm thi cách ly nếu trong quá trình dự thi có biểu hiện sốt, khó thở, v.v. Sẵn sàng xe y tế đưa thí sinh diện F1 đến điểm thi cách ly. Trong thời gian thi, các điểm thi hướng dẫn thí sinh dự thi, cán bộ làm nhiệm vụ thi đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, nước sát khuẩn, nước sạch trong suốt kỳ thi. Hiện nay 143 điểm thi thì tất cả các quận huyện đã chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện để chống dịch như nước rửa tay, rồi các cái khẩu trang dự phòng. Rồi tất cả trung tâm y tế của các quận huyện sẽ cử người đến để đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ cũng như là học sinh khi đến tham dự kỳ thi. Đến nay, hầu hết các điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thể hiện quyết tâm sẵn sàng cho kỳ thi.